Ngày 20 tháng 9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 đến năm 2023. Theo chương trình, hôm nay 21 tháng 9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón và hội đàm với Hoàng Thái tử Akishino. Trong chuyến thăm, Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko sẽ có các hoạt động như đặt hoa tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan nhà sàn, ao cá Bác Hồ, tiếp kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.